Thanh Hương Plus dạng nước 95ml đều được chiết xuất hoàn toàn từ các vị thảo dược đông y. Thanh Hương Tán Plus dạng nước có tác dụng khuếch tán vào sâu bên trong cấu trúc khoang miệng như kẽ răng, khoảng hở giữa nướu lợi và răng. Bên cạnh đó, thẩm thấu đến bề mặt niêm mạc lưỡi, miệng, nướu lợi giúp điều trị hiệu quả những tổn thương như nhiệt miệng, viêm lợi, viêm nha chu. Từ đó, cân bằng độ pH trong khoang miệng, điều trị hiệu quả hôi miệng do tình trạng khô miệng, đắng miệng, chua miệng gây ra. Thanh Hương Tán dạng viên nang tác động sâu vào thành niêm mạc dạ dày, giúp cân bằng môi trường axit dạ dày, khắc phục nhanh những triệu chứng như ợ chua, trào ngược dịch dạ dày, viêm thực quản trào ngược, hỗ trợ chức năng tiêu hóa, ngăn trào ngược dịch vị axit làm tổn thương niêm mạc miệng, giúp điều trị các chứng đắng miệng, nhạt miệng, chua miệng. Với cơ chế tác động 2 trong 1, Thanh Hương Tán Plus sẽ loại bỏ các triệu chứng của trào ngược dạ dày một cách hiệu quả, đồng thời làm sạch khoang miệng, làm lành các tổn thương niêm mạc do axit dạ dày hay vi khuẩn gây ra, đem lại một dạ dày khỏe mạnh và giúp loại bỏ mùi hôi miệng.